ghép, bạn ghép bằng cắt này, làm sao có một cả vỏ và tí gỗ để chúng ta kẹp vào cái phần thân, cho dính sát vào, dính sát vào vừa gỗ và lớp vỏ. Vết da này nó sẽ liền, 20 ngày vết da nó sẽ liền. Vết rất là chắc, đẹp. Với thân cây như này, các bạn có thể ghép nêm, các bạn rạch cái này ra. Như mình ghép bằng mắt, ghép mắt vào đây, xong là khi mắt nó phát triển thì mình sẽ cắt bỏ cái thân này làm sao cho nó mịn. Đây là vết đặt dao chéo này, mỏng này và tỉ tay. Đó. Dọc đúng cái lớp vỏ, thẳng lớp vỏ. Đấy, xuống khoảng 2 phân, xong rồi bấm chéo này. Đấy, chúng ta để đấy, bắt đầu chúng ta lấy mầm ghép. Đấy, cắt mầm ghép, các bạn nhìn cắt mầm ghép nhé. Đây, mầm ghép vượt. Đấy, tỉ tay, rất chắc. Đấy, cắt bọc này. Đấy, được một mầm ghép. Nhớ là cầm không được chạm tay vào cái bề mặt này. Xong hở cái này ra, chúng ta đậy cho cái mắt mầm ghép vào, mắt ghép vào. Bên trên này vẫn còn rộng, chúng ta có thể thêm một cái mầm ghép bên này, mầm ghép bên này nữa. Chúng ta lại cắt mầm ghép nhá. Ngoài không chút sâu đấy. Mầm ghép là với điều kiện là mầm ghép phải bánh tẻ, cành khỏe, bánh tẻ mà không có sâu gì cả. Đó. Tiếp tục. Gài thêm vào đây. Đấy, đây xong hai mắt ghép. Đây mình tiến hành buộc dây. Chúng ta đặt dây vị trí cố định, đặt vào. Đấy. Và quấn căng. Căng để nó không xê dịch cái vị trí lại ta vừa đặt. Như này là kéo căng quá bị đứt. Sau 20 ngày khi mà chúng ta thấy nó liền, cái này nó liền thịt, thì chúng ta có thể tháo ra để cho nó được hợp. Chúng ta cứ để được, bởi vì cái lớp bóng này là dây bóng này mầm nó có thể bật xuyên qua. Đấy. Quấn là chúng ta quấn từ dưới lên trên nhá. Quấn từ dưới lên trên. Đi đâu? Buộc chắc. Đi xe đạp rồi.
chắc. Không chắc lại. Đấy, như này là kín, nước không vào được. Đó, xong rồi này hai mầm bật ra. Thank you.
sau khi vườn bưởi ba cây bưởi mình cắt tạo tán nhé. Đó, cắt tạo tán rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video nha, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây nha, kết quả là cái cây bưởi sau khi mình cắt tạo tán này nhá. Các bạn nhìn lộc này. Đấy, lộc nó đã bật đây. Đó. Quay sát cho các bạn xem. Đây nhá. Đó, đây, cái cảnh cắt này bây giờ nó bật đầy lộc. Đấy, đây này. Đấy, xin giới thiệu cả nhà, đây là cái những cây bưởi diễn mình đã ghép bưởi giống mới được 2 năm, được đúng 2 năm nhé, đúng 2 năm đây. Mà nó cao, vừa rồi nó cao lên đến 5 mét. Nhưng mà đây mình mới cắt tạo tán này nhé, mình mới cắt tạo tán này. Đó. Mình cắt tạo tán này cho nó bằng để nó tạo thêm một tán mới. Đó, để quay sát cho mọi người thấy nhá. Thân này, thân gốc. Đấy, cho mọi người xem vết ghép đây nhá. Đây là vết ghép, đây là vết cắt này. Khi mình ghép là mình ghép mắt trên thân luôn. Đấy, mình nhìn thấy nó phát triển khỏe, cây khỏe. Đây là mình gọi là bưởi diễn giống mới nhé, cây lên rất khỏe, quả ngọt, múi vàng giòn, tôm giòn, tôm ăn giòn, ai mà ăn mà hay bị mắc răng nên là sẽ rất là khó chịu. Đấy này, vết ghép, đấy vết ghép nó đã chín này, đó vết ghép đẹp, đây vết ghép nữa, đó. Mình mới cắt tạo tán nhé. Mới cắt tạo tán được một tuần. Đó. Bởi vì là cây mình cũng muốn nuôi cây này lên cao nhưng mà phải tạo cho nó nhiều cái cành chính. Cái này nếu nhiều cành chính ra thì nó sẽ cái lượng trái nó sẽ nhiều hơn. Đây, sang cây này thế. Đó. Cái lượng cành nó rất là thưa. Chính như thế, như lên tầm này là mình bắt đầu mới cắt tạo tán bằng này. Đó. Nếu khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ bung lộc ra. Mỗi một cái cành như này mình sẽ để khoảng 3 cái tay nữa. Nó ra. Đó. Đó. Cắt tạo tán. Mọi người thấy nó khỏe không? Mới ghép được 2 năm nhé. Mới ghép được 2 năm mà nó lên đây cái vết ghép này. Đấy vết ghép này. Mới ghép được 2 năm mà nó lên khủng như thế. À, sợ luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Đấy đây nhá. Mình giới thiệu luôn cái cây thứ ba của mình đây. Cái cây này là mình đã cắt được 2 tuần rưỡi, cắt tạo tán được 2 tuần rưỡi, đây cũng ghép tại thời điểm đấy. Đây, nhìn mắt ghép này, mọi người nhìn mấy cái mắt ghép này, đây cái vết cắt của mắt ghép đây nhé. Đó, mình đã cắt được cái cây này được khoảng 2 tuần rưỡi, đấy cũng cắt tạo tán rồi, thì các cái mầm nó lên đầy đây rồi, đó mầm lộc lên. Rất khỏe luôn nhé. Đây, quay sát cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Mầm lộc lên rất khỏe luôn nhá. Cái vị trí này nó rơi được cao, chiều cao khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi. Bởi vì mấy cái bưởi này nó ở gần sân nên mình muốn để tán nó cao cho nó mát. Đó, đẹp chưa? Bưởi lên rất khỏe. Đấy, nên là mình quay giới thiệu với các bạn, đấy là cái cây bưởi mình ghép sau 2 năm nhé.
lên cái gốc canh diễn cũ. Gốc canh diễn cũ là nó rơi khoảng 5-7 năm gì đấy, nhưng mà nó lên rất là bé, cây rất là bé, không phát triển được. Sau khi mình ghép giống mới này lên, ghép cải tạo giống mới lên, cây rất là khỏe. Đây là mình cho xem cái cây bưởi bố mẹ của nó kìa, to uịch thì kìa. Đấy, quả đầy luôn nhá. Cây kia nó cũng phải vài trăm quả đấy. Cái tán nó to, rộng, nó cao nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi mình, để hôm nào mấy cái cây kia nó ra lộc thì mình sẽ cho các bạn xem. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe.